chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuần vàng hốt bạc tháng 10 âm lịch 2024, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Đạp trúng hũ vàng, phát tài phát lộc rực rỡ, tiền vàng ùn ùn kéo về nhà, vào nước đố đổ vách. Đôi vai gồng gánh đất trời, tiền tài sự nghiệp một đời gian danh, thất bại có cũng qua nhanh, cửu thiên ban phước an lành ấm no. Lộc trời của quý nhân cho, Bính Thìn năm liệu bảy lo mới hào, dù cho lội suối vượt đèo, chính phần dưỡng phát đi theo suốt đời. Xin chào quý cô bác anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi rất vui mừng được chào đón quý vị và chào mừng quý vị trở lại với kênh. Chúng tôi xin chúc quý cô bác anh chị luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích, để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Thưa cô bác, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 thân mến, vốn dĩ đời người là không như nguyện, chúng ta đều biết, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Thế nhưng thực tế lại thật phũ phàng, đa phần chúng ta chẳng những làm mãi ba đời không giàu, mà còn nợ ngập đầu ngập cổ, ba đời không trả hết, làm lụng ngày đêm, dầm mưa dãi nắng mà vẫn sống trong cảnh nghèo khổ, túng thiếu, chẳng biết ngày nào mới ngóc đầu lên được, khổ sở trăm đường. Bính Thìn hay còn gọi là Phục Đầm Chi Long, luôn là đối tượng khó luận giải, khó viết bài, khó dự đoán, khó nắm bắt, hay giản đơn lại là khó hiểu. Con rồng này có tình có nghĩa, có tài có trí, có tư duy cũng như mắt nhìn thời cuộc, nhưng vì cái tư duy lững thững, những lựa chọn mang tính mỹ hảo, những quyết định thuần nhiều cảm xúc nhất thời, khiến cho bao thứ đáng được hưởng lại chỉ là tiềm năng, cũng làm cho cuộc đời lắm nẻo dần xoay, cầm trong tay rồi lại tuột mất. Tưởng trạm đích mà hóa ra đích lại mới là vạch xuất phát. Hơn 50 tuổi đời vẫn còn lãng đãng mênh mang, lắm lúc nhìn xung quanh vẫn còn bần thần tự hỏi. Trong lá số tử vi ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ chi tiết về tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch báo hiệu con giáp này đã đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két hết khổ đổi đời siêu giàu. Kính thưa quý cô bác anh chị, đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, trong video luận giải tử vi tuần lễ vàng trong tháng 10 âm lịch năm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu con giáp tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 có gặp phải những khó khăn nào và tuần lễ vàng xuất hiện vào thời điểm nào trong tháng 10 âm lịch năm 2024. Mong rằng quý cô bác anh chị sẽ yêu thích video này và xem hết video để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời, giàu có, cuộc đời sang trang quý vị nhé. Tiên chi chấn động, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 được lộc bề trên, trúng lớn liên tiếp, cực vào tháng 10 âm lịch. Tổng quan tử vi tháng Ất Hợi năm Bính Thìn 2024, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Bước vào tháng 10 âm lịch của tuổi Bính Thìn mang đến một bức tranh cuộc sống êm đềm, không nhiều biến động. Mọi việc trong tháng có thể diễn ra theo chiều hướng ổn định, giúp bạn cảm thấy an tâm hơn trước những khó khăn đã gặp trong thời gian qua. Tuy nhiên, đừng để sự bình lặng này khiến bạn chủ quan, vì vẫn còn những thách thức tiềm ẩn đòi hỏi bạn phải giữ vững sự kiên nhẫn và quyết tâm để vượt qua. Với nguyệt lệnh lâm dưỡng, tháng này là thời gian thuận lợi để người tuổi Thìn tiếp tục củng cố và hoàn thiện những kế hoạch đang rang dở. Đây không phải là thời điểm bùng nổ hay dương lên mạnh mẽ, nhưng lại là cơ hội để bạn rà soát lại công việc, làm rõ những gì còn thiếu sót và từng bước tiến tới sự ổn định bền vững. Điều này đòi hỏi bạn cần có sự tỉ mỉ, cẩn trọng trong từng chi tiết và phải kiểm soát tốt từng bước đi của mình. Thành công sẽ không đến nhanh chóng, nhưng chỉ cần bạn kiên trì và chăm chỉ, những khó khăn trước mắt cũng chỉ là thử thách để bạn khẳng định khả năng của mình. Về tài chính, tháng này không hứa hẹn nhiều khoản thu lớn, nhưng cũng không phải là tháng xấu. Bạn sẽ cảm nhận được áp lực từ môi trường cạnh tranh, đòi hỏi phải khéo léo và thông minh trong cách quản lý tài chính. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà bạn có thể thể hiện bản lĩnh của mình trong việc đầu tư và quản lý dòng tiền. Cơ hội vẫn tồn tại, nhưng bạn cần phân tích cẩn thận và chỉ nên quyết định khi đã thực sự hiểu rõ tình hình. Đừng quá vội vàng hay liều lĩnh, bởi sự kiên nhẫn và tỉnh táo sẽ giúp bạn đạt được những kết quả xứng đáng về lâu dài. Về tình cảm, tháng Ất Hợi này mang đến cho những chú rồng một cuộc sống tình yêu ngọt ngào, nhẹ nhàng và đầy lãng mạn. Những cặp đôi đã gắn bó lâu năm sẽ cảm thấy tình yêu như được tái sinh. Những khoảnh khắc bình dị nhưng tràn đầy yêu thương sẽ giúp mối quan hệ trở nên bền chặt hơn. Nếu cả hai biết lắng nghe, bao dung và thấu hiểu lẫn nhau, mọi xung đột nhỏ nhặt sẽ được xóa tan, thay vào đó là sự gắn kết và đồng cảm.
những người độc thân có thể vẫn đang trên hành trình tìm kiếm một mối quan hệ phù hợp, dù chưa tìm thấy ngay tình yêu đích thực. Nhưng tháng này sẽ giúp bạn kết nối với nhiều người thú vị. Hãy mở lòng hơn, cho bản thân cơ hội trải nghiệm và tìm hiểu. Tình yêu có thể đến từ những điều bất ngờ và đơn giản nhất. Về sức khỏe, tuổi Bính Thìn không phải đối mặt với vấn đề gì nghiêm trọng trong tháng này. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần chăm sóc bản thân một cách toàn diện. Công việc và áp lực từ cuộc sống có thể khiến bạn dễ mệt mỏi, căng thẳng. Để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý, cân đối giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Các hoạt động thể thao nhẹ nhàng, thiền định hoặc yoga sẽ giúp bạn giải tỏa căng thẳng, nâng cao sức khỏe và tinh thần minh mẫn. Nhìn chung, tháng Ất Hợi sẽ là một tháng đầy sự tĩnh lặng, nhưng không kém phần quan trọng đối với người tuổi Bính Thìn. Đây là cơ hội để bạn nhìn lại, ổn định và chuẩn bị cho những bước tiến mạnh mẽ hơn trong tương lai. Hãy giữ vững tinh thần, kiên trì trong mọi việc và đặc biệt đừng quên chăm sóc tốt cho bản thân và những người xung quanh. Tử vi sự nghiệp tuổi Bính Thìn tháng Ất Hợi năm Bính Thìn 2024. Trong tháng Ất Hợi này, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 sẽ trải qua một giai đoạn công việc tương đối ổn định, không có quá nhiều biến động lớn, nhưng ẩn chứa cơ hội và thách thức đan xen. Nhìn chung, mọi thứ vẫn diễn ra đều đặn và tuần tự. Đây là thời gian phù hợp để bạn củng cố các bước đi đã hoạch định, cũng như rà soát lại chiến lược và hướng phát triển trong tương lai. Với nguyệt lệnh lâm dưỡng, tháng này không phải là thời gian để bứt phá, mà là giai đoạn lý tưởng để điều chỉnh và hoàn thiện. Bạn có thể tận dụng thời gian này để kiểm tra lại những kế hoạch còn dang dở, chắc chắn rằng tất cả các dự án đều đang được thực hiện theo đúng lộ trình. Cũng đừng bỏ qua việc cải tiến những chi tiết nhỏ, bởi chúng có thể tạo nên sự khác biệt lớn khi được chăm chút cẩn thận. Sự thận trọng và tập trung của bạn trong tháng này sẽ giúp giảm thiểu những sự cố bất ngờ, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho những bước tiến mạnh mẽ hơn trong các tháng cuối năm 2024. Đây có thể là giai đoạn lặng lẽ trước khi bạn gặt hái được những thành tựu đáng kể vào dịp cuối năm. Vì vậy, hãy duy trì sự kiên trì và cẩn thận trong từng bước đi. Trong công việc, bạn sẽ có cơ hội để khẳng định năng lực bản thân, đặc biệt là khi đối mặt với những sự cố hoặc thách thức bất ngờ. Thái độ chủ động và bình tĩnh sẽ giúp bạn dễ dàng tìm ra giải pháp cho các vấn đề, từ đó ghi điểm trước cấp trên và đồng nghiệp. Đừng ngần ngại thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt của mình, bởi đây chính là cách giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp. Mặc dù cơ hội phát triển vẫn tồn tại, nhưng tuổi Bính Thìn cũng cần nhớ rằng mọi thách thức luôn đi kèm với nguy cơ. Để tránh những rủi ro không mong muốn, bạn cần lập kế hoạch kỹ lưỡng và kiểm soát sát sao từng bước thực hiện. Thay vì vội vàng muốn đạt được kết quả nhanh chóng, hãy tập trung vào quá trình dài hơi, bởi thành công bền vững chỉ đến với những ai kiên nhẫn và bền bỉ. Đặc biệt, trong tháng này một số người tuổi Bính Thìn có thể sẽ đối mặt với những quyết định quan trọng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của họ trong tương lai. Trước khi đưa ra quyết định, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng mọi yếu tố và tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm. Đừng để bản thân bị chi phối bởi cảm xúc hay áp lực xung quanh, bởi sự tỉnh táo và lắng nghe sẽ giúp bạn đi đúng hướng. Với sự trợ lực của các cát tinh tử vi, giải thần và chính quan, sự nghiệp của tuổi Bính Thìn tháng này vẫn có nhiều khởi sắc. Đây là lúc bạn nên tập trung phát triển kỹ năng, nâng cao chuyên môn và tiếp tục tích lũy kinh nghiệm. Đừng quá vội vàng tính toán những điều xa vời, mà hãy làm tốt những gì đang có trước mắt, từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Đồng thời, việc xử lý các mối quan hệ tại nơi làm việc cũng vô cùng quan trọng trong tháng này. Bạn cần giữ gìn sự hài hòa trong giao tiếp với đồng nghiệp và cấp trên, bởi sự hợp tác đôi bên cùng có lợi sẽ giúp mọi việc tiến triển suôn sẻ hơn. Đây cũng là cơ hội để bạn xây dựng uy tín và củng cố vị thế của mình trong tập thể. Nhìn chung, tháng Ất Hợi này, tuổi Bính Thìn cần duy trì tinh thần làm việc cẩn trọng, bình tĩnh và luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức. Những ai biết tận dụng thời gian này để củng cố nền tảng sẽ có thể đạt được những bước đột phá lớn hơn trong tương lai không xa. Điều quan trọng nhất là hãy tin tưởng vào bản thân và hành động có kế hoạch, bởi thành công bền vững chỉ đến với những người biết kiên trì và chuẩn bị kỹ lưỡng. Tử vi tài lộc tuổi Bính Thìn tháng Ất Hợi năm Bính Thìn 2024. Tháng Ất Hợi này, tuổi Bính Thìn sẽ trải qua một khoảng thời gian tài chính tương đối bình ổn, không có sự đột biến mạnh mẽ nào nhưng cũng không quá ảm đạm. Mặc dù không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng vận khí tài chính vẫn cho thấy sự phát triển ổn định,
chủ yếu đến từ công việc chính hiện tại. Nếu bạn chăm sóc và phát triển công việc của mình một cách kiên trì, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mặt tài chính trong tháng này. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sẽ có một số thách thức đặt ra. Trong bối cảnh đó, bạn cũng có cơ hội kiếm thêm thu nhập từ những công việc tay trái hoặc dự án phụ. Hãy mở rộng tầm nhìn và tìm kiếm những cơ hội mới, bởi việc làm thêm có thể giúp bạn gia tăng nguồn thu, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm quý báu. Đối với những người làm kinh doanh, mặc dù vẫn có đơn hàng, nhưng tình hình cạnh tranh gay gắt có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng, doanh thu không tăng mà chi phí lại phát sinh nhiều. Điều này có thể tạo ra áp lực lớn trong việc duy trì lợi nhuận. Vì vậy, đây là thời điểm quan trọng để bạn xem xét lại chiến lược kinh doanh. Hãy kiên nhẫn rà soát những sai sót, sửa đổi những phương pháp chưa hiệu quả để cải thiện tình hình. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc chuyên gia để có những góc nhìn mới mẻ và thực tiễn hơn. Trong thời gian này, bạn cần phải chú ý không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc, vì điều đó không chỉ làm giảm hiệu quả công việc mà còn tạo ra áp lực tinh thần nặng nề. Hãy tập trung vào những nhiệm vụ bạn đang làm tốt, bền bỉ và chắc chắn. Đây chính là cách giúp bạn duy trì một nguồn thu ổn định và an toàn. Đặc biệt, khi bạn đã có sẵn kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình, đừng quên dành thời gian để quản lý tài chính một cách hợp lý. Việc thay đổi thói quen chi tiêu có thể giúp bạn tiết kiệm được một khoản đáng kể. Hãy ghi chú lại các khoản chi tiêu hàng ngày và tìm cách giảm thiểu những khoản không cần thiết, từ đó tăng cường khả năng tích lũy tài chính. Đây là cách giữ tiền một cách bền vững và chuẩn bị cho những kế hoạch lớn hơn trong tương lai. Một số người có thể sẽ đối mặt với những chi phí bất ngờ hoặc rủi ro trong các khoản đầu tư trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào. Hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng về những rủi ro tiềm ẩn và lợi ích thực tế. Tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia tài chính hoặc những người có kinh nghiệm sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn. Đừng bao giờ để cảm xúc dẫn dắt quyết định tài chính. Hãy luôn giữ cho đầu óc mình sáng suốt và lý trí. Cuối cùng, hãy cẩn thận khi cho vay mượn tiền bạc. Việc cho vay có thể dẫn đến tình trạng tiền một đi không trở lại. Do đó, hãy thận trọng và đảm bảo rằng bạn đã xem xét mọi khía cạnh trước khi quyết định. Như chúng ta đã biết, thời điểm này đã gần kề cuối năm Bính Thìn. Hãy tập trung vào việc tích lũy tài chính để chào đón năm mới với sự sung túc và đủ đầy hơn. Tháng Ất Hợi này có thể không mang đến những cơn bão tài chính lớn lao, nhưng nếu bạn biết nắm bắt cơ hội và quản lý tốt, bạn hoàn toàn có thể biến tháng này thành một bước đệm vững chắc cho những thành công tài chính trong tương lai. Tử vi sức khỏe tuổi Bính Thìn tháng Ất Hợi năm Bính Thìn 2024. Trong tháng Ất Hợi này, sức khỏe của tuổi Bính Thìn có vẻ như đang ở trong trạng thái ổn định, không có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào đáng lo ngại. Đây là một tin vui, khi cuộc sống bộn bề lo toan thường dễ làm con người rơi vào tình trạng căng thẳng và áp lực. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn có thể thả lỏng hoàn toàn, sức khỏe vẫn cần được chăm sóc và chú ý. Để duy trì sức khỏe thể chất một cách tốt nhất, điều quan trọng là bạn nên có một chế độ ăn uống cân bằng và đầy đủ dinh dưỡng. Đừng quên bổ sung rau xanh, trái cây và nước, giúp cơ thể được thanh lọc và cung cấp năng lượng dồi dào cho những ngày bận rộn. Hơn thế nữa, việc điều tiết tâm trạng cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Khi cảm thấy bế tắc hay áp lực, hãy nhớ rằng bạn không phải một mình. Hãy mở lòng và tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người thân yêu xung quanh, như bạn bè hay gia đình, những cuộc trò chuyện thân tình. Những giây phút sẻ chia cảm xúc sẽ giúp tinh thần của bạn trở nên thoải mái hơn, từ đó kéo theo sức khỏe thể chất cũng được cải thiện. Bên cạnh việc chăm sóc bản thân, đừng quên chú ý đến tình trạng sức khỏe của những người thân trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Họ là những người cần được quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. Dành thời gian để cùng họ thực hiện các hoạt động thể chất nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga hay tham gia các trò chơi ngoài trời không chỉ giúp gắn kết tình cảm gia đình mà còn cải thiện sức khỏe cho cả hai bên. Cuối cùng, hãy thường xuyên lắng nghe cơ thể mình. Đôi khi, chỉ cần một chút thời gian thư giãn, một buổi yoga nhẹ nhàng hay một kỳ nghỉ ngắn ngày cũng đủ để làm mới tinh thần và thể lực. Hãy tự thưởng cho bản thân những phút giây quý giá để thư giãn, để tái tạo năng lượng cho những thử thách phía trước. Tóm lại, tháng Ất Hợi mang đến cho tuổi Bính Thìn một cơ hội tuyệt vời để chăm sóc sức khỏe, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả những người bạn yêu thương. Hãy giữ cho tâm hồn lạc quan, cơ thể khỏe mạnh và bạn sẽ có một tháng tràn đầy năng lượng và sức sống. Tử vi tình duyên tuổi Bính Thìn tháng Ất Hợi năm Bính Thìn 2024.
Tháng 10 âm lịch này, tử vi cho thấy đời sống tình cảm của tuổi Bính Thìn sẽ bước vào một giai đoạn tươi đẹp, ngập tràn sắc màu lãng mạn. Những chú rồng sẽ biết cách duy trì các mối quan hệ của mình ở trạng thái hài hòa, gần như không có sự xung đột nào đáng kể. Đây là thời điểm lý tưởng để xây dựng và củng cố những sợi dây tình cảm giữa bạn và người yêu. Trong mối quan hệ, mặc dù không thiếu những thách thức nhỏ nhặt, nhưng bạn hoàn toàn có thể biến những khoảnh khắc khó khăn này thành cơ hội để hâm nóng tình cảm. Bằng việc tăng cường giao tiếp và bao dung lẫn nhau, bạn sẽ thấy tình yêu trở nên bền chặt hơn. Đừng ngần ngại lắng nghe ý kiến, tâm tư và cảm xúc của đối phương trước khi bày tỏ quan điểm của mình. Hãy tạo ra một không gian mở, nơi mà cả hai có thể thoải mái chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc mà không sợ bị phán xét. Việc thấu hiểu lẫn nhau không chỉ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề, mà còn củng cố niềm tin và sự thân mật trong mối quan hệ. Hãy nhớ rằng, tình yêu không chỉ là sự lãng mạn, mà còn là sự đồng cảm và sẻ chia. Mỗi câu chuyện, mỗi cảm xúc của bạn đều có giá trị, và khi bạn biết cách lắng nghe, tình yêu sẽ trở thành nguồn năng lượng tích cực, giúp cả hai cùng phát triển. Đối với những người tuổi Thìn còn độc thân, tháng này cũng mang đến cơ hội để bạn mở rộng mối quan hệ xã hội. Những hoạt động giao lưu, gặp gỡ bạn bè sẽ là cơ hội tuyệt vời để bạn làm quen với những người mới. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc tìm kiếm một nửa phù hợp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bạn có thể phải trải qua một số thử thách, nhưng đừng nản lòng khi bạn tìm thấy người ưng ý. Đừng ngần ngại mở lòng và đón nhận cơ hội. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc là điều bạn có thể tạo ra cho chính mình, và một trái tim cởi mở sẽ dẫn dắt bạn đến những mối quan hệ ý nghĩa. Trong tháng này, nếu bạn biết trân trọng từng khoảnh khắc bên người thương, thì tình yêu sẽ trở thành một hành trình đầy ý nghĩa và thú vị. Hãy để tình cảm của bạn tỏa sáng, giống như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, mang lại ánh sáng và ấm áp cho cả hai. Cẩm nang dượng dận cho tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 10 âm lịch. Khẩu quyết: cần duy trì thái độ tích cực và nỗ lực bền bỉ, tin tưởng vào bản thân. Quý nhân: Dần, Mùi. Tiểu nhân: Hợi, Mão. Màu sắc may mắn: tím, đen. Tử vi tuần 1 tháng 10 âm lịch. Bước vào tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch, người tuổi Bính Thìn sẽ cảm nhận được một năng lượng tích cực tràn đầy. Thiên đức cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ, mang lại cho bạn những khởi đầu mới đầy hứa hẹn. Bạn sẽ có cơ hội đảm nhận những nhiệm vụ mới trong công việc, và mặc dù có thể sẽ gặp phải nhiều thách thức, nhưng những kết quả bạn thu được sẽ rất xứng đáng. Những cố gắng của bạn trong thời gian qua sẽ được ghi nhận, và bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, đừng nên thỏa mãn với những gì đã đạt được. Sự cẩu thả có thể khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội quý giá trong tương lai. Hãy luôn duy trì sự chăm chỉ và chú ý đến từng chi tiết trong công việc. Tình hình tài chính của bạn có xu hướng khả quan hơn, với nhiều cơ hội kiếm tiền xuất hiện. Đây là thời điểm thuận lợi để bạn tìm kiếm những khoản thu nhập bổ sung. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng thời gian dành cho bản thân sẽ bị hạn chế. Cuối tuần này, bạn có thể cần dành chút thời gian để xem xét lại các kế hoạch tài chính của mình. Về mặt tình cảm, bạn có thể sẽ cảm thấy một chút căng thẳng do quá mải mê với công việc. Hãy dành thời gian quan tâm đến nửa kia của mình. Đừng để mối quan hệ trở nên nguội lạnh. Một cuộc trò chuyện chân thành có thể giúp làm dịu mọi khúc mắc giữa hai người. Quý nhân: Tý, Ngọ. Tiểu nhân: Dậu, Hợi. Màu sắc may mắn: vàng, cam. Con số may mắn: 19, 34, 62, 88. Tử vi tuần 2 tháng 10 âm lịch. Tuần thứ 2 của tháng 10, người tuổi Bính Thìn sẽ thấy sự khởi sắc rõ rệt trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Sự tự tin và năng lượng tích cực sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách một cách dễ dàng. Bạn có thể được giao những nhiệm vụ quan trọng, và điều này sẽ tạo điều kiện để bạn thể hiện khả năng lãnh đạo của mình. Hãy tự tin đưa ra ý tưởng mới, vì sự sáng tạo của bạn sẽ được đánh giá cao. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc hợp tác và lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp cũng quan trọng không kém. Về tài chính, đây là thời điểm bạn có thể nhận được những khoản thu bất ngờ từ các dự án trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải kiểm soát tốt chi tiêu của mình, đừng để những khoản chi không cần thiết làm ảnh hưởng đến ngân sách cá nhân. Trong tình yêu, những cuộc trò chuyện sâu sắc sẽ giúp tăng cường sự gắn kết giữa bạn và nửa kia. Hãy dành thời gian để lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn. Nếu bạn còn độc thân, một cuộc gặp gỡ thú vị có thể mang đến cho bạn cơ hội mới trong tình yêu. Quý nhân: Thìn,
Thảo, tiểu nhân, tí, sửu. Màu sắc may mắn, xanh lá, tím. Con số may mắn, 24, 45, 67, 77. Tử vi tuần 3 tháng 10 âm lịch. Tuần thứ 3 của tháng 10 sẽ là một khoảng thời gian đầy hứa hẹn cho người tuổi Bính Thìn. Năng lượng dồi dào và cơ hội mới sẽ xuất hiện, mở ra những hướng đi thú vị trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ có cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo và quản lý của mình. Đây là thời điểm tốt để tham gia vào các dự án mới hoặc tổ chức các cuộc họp nhóm để trao đổi ý tưởng. Hãy tự tin trình bày quan điểm của mình và đừng ngại đóng góp vào các thảo luận chung. Tình hình tài chính trong tuần này sẽ ổn định và bạn có thể nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè hoặc đồng nghiệp. Hãy tiếp tục kiểm soát các khoản chi tiêu của mình và lên kế hoạch cho tương lai tài chính. Nếu bạn đang có ý định đầu tư, hãy thận trọng và xem xét kỹ lưỡng các phương án. Về mặt tình cảm, hãy dành thời gian để nuôi dưỡng các mối quan hệ xung quanh bạn. Những buổi hẹn hò hoặc những cuộc trò chuyện thân mật sẽ giúp củng cố tình cảm giữa bạn và nửa kia. Đối với những người độc thân, sự tự tin và cởi mở sẽ là chìa khóa để thu hút người khác. Quý nhân, Hợi, Ngọ. Tiểu nhân, Mùi, Dậu. Màu sắc may mắn, đỏ, vàng nhạt. Con số may mắn, 14, 37, 63, 79. Tử vi tuần 4 tháng 10 âm lịch. Khi bước vào tuần cuối cùng của tháng 10, người tuổi Bính Thìn sẽ cảm nhận được sự chuyển mình mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực. Những nỗ lực của bạn trong suốt tháng sẽ bắt đầu thu hoạch trái ngọt. Công việc của bạn sẽ trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Các dự án lớn có thể mang lại cho bạn những thành tựu đáng kể, và bạn sẽ nhận được sự công nhận từ cấp trên. Hãy tận dụng thời điểm này để ghi dấu ấn của mình và tiếp tục phát triển sự nghiệp. Về tài chính, những khoản thu nhập ổn định sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn nếu bạn đã có kế hoạch đầu tư từ trước. Đây có thể là thời điểm tốt để thu hồi lợi nhuận. Tuy nhiên, hãy tiếp tục theo dõi tình hình tài chính để tránh rủi ro. Đời sống tình cảm của bạn sẽ bước vào giai đoạn tươi đẹp với nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nửa kia. Hãy mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp từ người yêu và cũng đừng ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình. Những cuộc hẹn hò thú vị sẽ giúp tình yêu của bạn ngày càng bền chặt. Cuối cùng, đừng quên chăm sóc sức khỏe của bản thân. Hãy duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và dành thời gian cho các hoạt động thể thao. Điều này không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn nâng cao tinh thần của bạn. Quý nhân, Ý, Ngọ. Tiểu nhân, Thìn, Dậu. Màu sắc may mắn, cam, xanh nước biển. Con số may mắn, 13, 48, 70, 90. Thưa các bác, nhiều người tự hỏi mình tích đức hành thiện, sám hối tu tập chăm chỉ mỗi ngày, nhưng khi nào nghiệp chướng mới được tiêu trừ? Phật dạy rằng, có 3 điểm báo nghiệp chướng tiêu trừ rất rõ, oan khiên nhiều kiếp cũng được hóa giải, cuộc đời chuyển họa thành phúc. Nếu chỉ có một dấu hiệu này cũng xin chúc mừng bạn. 1. Nghiệp chướng là gì? Chúng sinh trên đời này không ai là hoàn toàn trong sạch. Lời Phật dạy rằng, phàm còn xuống lên 3 cõi, lăn lộn trong 6 đường thì không một loài nào được hoàn toàn trong sạch, không một giống nào dứt hết tội lỗi. Thật thế, cõi đời này đã được gọi là cõi trần, thì làm sao chúng ta có thể hoàn toàn trong sạch được? Người xưa có câu, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, vậy thì ở trong bụi tất phải lấm bụi. Bụi đời đã lâu đời lâu kiếp phủ lên thân, lên đầu chúng ta, thấm sâu vào từng cơ quan nội tạng của chúng ta. Nó che mờ mắt chúng ta, khiến ta không thấy được đường tránh. Nó làm chúng ta đục lòng, không thấy được chân tâm. Nếu muốn sống mãi trong cảnh bụi nhơ, muốn đắm mình trong tội lỗi thì không nói làm gì. Nhưng khi chúng ta đã muốn được trong sạch thảnh thơi, muốn trút bỏ tội lỗi cho lòng được nhẹ nhàng thư thái, thì tất nhiên chúng ta phải tìm phương pháp để trừ cho hết bụi bặm, tẩy trừ cho hết nghiệp chướng của bản thân. Vậy nghiệp chướng là gì? Nghiệp chướng vốn là khái niệm xuất phát trong đạo Phật, được xuất hiện trong bài giảng kinh của Phật giáo theo giáo lý nhà Phật. Nghiệp chướng được ghép bởi từ nghiệp và từ chướng. Nghiệp có nghĩa là khởi đầu, sự tạo nghiệp còn tùy vào hành động và từng trường hợp để phân định. Cuộc sống luôn có luật nhân quả. Khi tạo nghiệp thiện, cuộc sống sau này sẽ tự sinh ra những điều may mắn tốt lành. Nhưng một khi đã là nghiệp xấu, để không gây ra những hệ lụy về sau thì cần phải giải nghiệp. Phật dạy yếu tố chính tạo nghiệp không ngoài 3 cửa: thân, khẩu và ý. Tâm chúng ta khởi những tư tưởng động niệm gọi là ý nghiệp, miệng chúng ta phát ra ngôn ngữ là khẩu nghiệp, thân chúng ta tạo tác các việc gọi là thân nghiệp. Vì thế nhìn chung,
Nghiệp được tạo ra từ chính suy nghĩ, tư tưởng, lời nói, hành động của chính chúng ta. Đó là tạo nghiệp. Sau khi tạo nghiệp gây ra kết quả, hậu quả đó cũng được gọi là nghiệp. Nghiệp đã phát sinh có kết quả sẽ sinh ra chướng ngại về sau. Chướng nghĩa là chướng ngại. Chướng ngại ở đây là những vật cản, ngoại cảnh tác động khiến chúng ta tạo tác tạo nghiệp. Từ chướng dù đứng sau nhưng theo nghĩa thì chướng phải có trước, có chướng tứ, có sự tác động từ bên ngoài thì con người ta mới tạo nghiệp. Nói gọn lại, nghiệp chướng chính là ý niệm. Ý niệm thiện chính là nghiệp thiện, ý niệm ác chính là nghiệp ác. Ý niệm vì chúng sinh là niệm thiện, niệm này là nghiệp thiện. Ý niệm chỉ vì bản thân mình là niệm ác, niệm này là nghiệp ác. Muốn giải trừ nghiệp chướng thì con người phải luôn có trí tuệ sáng suốt và tinh thần kiên định. Như vậy bạn mới có thể đưa ra quyết định một cách sáng suốt, quyết đoán. Con người chúng ta cần cẩn trọng trong cả suy nghĩ, lời nói, hành động hàng ngày để tránh gây ra nghiệp xấu và hậu quả sau này. 2. Điềm báo nghiệp chướng tiêu trừ theo lời Phật dạy. Theo giáo lý nhà Phật, việc tiêu giải trừ nghiệp sẽ làm cho tâm tính con người được trong sạch, trừ cho hết bụi bặm, tẩy cho hết tội lỗi ở trong đời hiện tại và đồng thời cũng tiêu trừ những tội ác trong những đời quá khứ. Khi đã giải được nghiệp chướng, lòng sẽ thấy thanh thản, dứt được tội, phước cũng sinh ra, tâm hồn được an yên vui sống. Đó là lý do ai cũng muốn cố gắng thành tâm sám hối, tu tâm tích đức để có thể sớm tiêu trừ nghiệp chướng, bởi nguyên nhân khiến chúng ta đau khổ chính là do nghiệp chướng của chúng ta quá nặng. Cũng theo đạo Phật, chịu khó chịu khổ đau thực chất cũng đang là tiêu trừ nghiệp chướng, chỉ có trải qua càng nhiều đau khổ thì mới có thể hưởng được nhiều phước hơn. Nhiều người tự hỏi mình tích đức hành thiện, sám hối tu tập chăm chỉ mỗi ngày nhưng khi nào nghiệp chướng mới được tiêu trừ? Phật dạy rằng, có ba điểm báo nghiệp chướng tiêu trừ rất rõ, quan khiến nhiều kiếp cũng được hóa giải, cuộc đời chuyển họa thành phúc. Nếu chỉ có một trong những dấu hy hiệu này cũng xin chúc mừng bạn. Thấy vận khí thay đổi, nếu bạn thường gặp xui xẻo trong quá khứ và thời gian gần đây vận may của bạn bắt đầu được cải thiện, điều này có nghĩa là nghiệp chướng của bạn đã và đang có dấu hiệu giảm bớt. Mọi rắc rối, đen đủi của đời này đều là hậu quả từ ác nhân mà bạn đã gieo trong quá khứ. Việc bạn chấp nhận và chịu đựng được hậu quả xấu đó sẽ giúp giảm bớt ác nghiệp, nghiệp chướng cũng sẽ tiêu trừ. Con người khi đối diện với việc phải chịu thiệt, chịu khổ thì trong tâm thường lập tức phản ứng tức giận bất bình. Tuy nhiên họ lại không biết rằng chịu thiệt và bao dung chính là đang nuôi dưỡng nội tâm an hòa, tính phúc đức sâu dày cho bản thân và con cháu đời sau. Trải qua khổ nạn trên trần thế này không phải là điều xấu. Khổ nạn có thể giúp bạn tiêu trừ nghiệp chướng để yên tâm vui sống, chuyển phúc thành họa, cho nên đừng quá lo lắng hay tránh né. Đạo Phật dạy rằng, hưởng phúc chính là tiêu phúc, chịu khổ mới là tiêu trừ khổ nạn, chịu đựng gian khổ là tiêu nghiệp. Hưởng phúc, hưởng tài lộc chính đang tiêu hao tài lộc. Khi nghiệp chướng nhẹ bớt thì vận may sẽ trở nên tốt hơn. Vận khí thay đổi theo chiều hướng tốt hơn thì đừng chỉ biết hưởng phước mà phải tích phước. Còn nếu chỉ chăm chăm hưởng phúc thì sớm muộn gì phước đức cũng tiêu tan hết. Thấy ít phiền não hơn. Nếu bạn thấy những lo lắng, phiền não gần đây không còn quấy nhiễu và làm phiền tâm trí mình nữa, đây cũng là một trong những điềm báo nghiệp chướng tiêu trừ. Bởi nghiệp càng nặng thì bạn càng có nhiều lo lắng, thân tâm không lúc nào được yên ổn, mất ăn mất ngủ vì mãi lo nghĩ. Nghiệp chướng càng nặng thì càng dễ mở mắt, suy tâm vọng tưởng, mê muội, lúc nào cũng thích suy nghĩ điên đảo, không điều khiển được ý nghĩ của mình, luôn bị tà tâm của chính mình điều khiển và gây ra những hành động ác nghiệp. Kinh Hoa Nghiêm Phật có câu: nhất thiết chúng sanh gia hữu như lai trí huệ, đức tướng, đảng dĩ vọng tưởng, chấp trước như bất năng chứng đắc. Câu này có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng, chấp trước mà không thể chứng đắc, nghiệp chướng sẽ gây ra những chướng ngại đức năng tâm tánh vốn có của bản thân. Vọng tưởng phát triển thì trở thành sở tri chướng, trở ngại của tri thức, trở thành tri kiến, chính là ý nghĩ sai lầm, kiến giải sai lầm. Chấp trước phát triển thì trở thành phiền não chướng trở ngại của phiền não, tham, sân, si, mạn, nghi thì trở thành chất độc. Hiện tượng nghiệp chướng tiêu trừ chính là tâm thanh tịnh, không có phiền não nữa. Không có vọng tưởng nữa thì nghiệp chướng tiêu trừ. Nếu vọng tưởng thật sự hết rồi thì đó mới thật là tiêu nghiệp chướng. Nếu vẫn còn suy nghĩ đủ thứ thì nghiệp chướng của bạn bạn cũng chưa được tiêu trừ. Khi nghiệp của một người bắt đầu giảm đi, trạng thái tinh thần của người đó sẽ được cải thiện, những vọng tưởng và phiền não sẽ giảm bớt, tâm trí của người đó sẽ ngày càng trở nên thanh tịnh và bình yên. Như chư kinh đã dạy,
nghiệp của chúng sinh không mất đi dù sau hàng trăm đại kiếp, nghiệp sẽ tích lũy và chín mùi khi nhân duyên đầy đủ. Bất kỳ nghiệp nào phát sinh từ tham, sân, si đều là nghiệp bất thiện. Do đó, bạn phải từ bỏ tất cả những nghiệp bất thiện bắt nguồn từ tham, sân, si, đồng thời phải trưởng dưỡng càng nhiều những thiện nghiệp càng tốt thì mới mong sớm tiêu trừ nghiệp chướng của bản thân. Thấy sức khỏe được cải thiện, nghiệp chướng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng sinh. Nghiệp chướng nặng hay nhẹ sẽ thể hiện qua thể trạng của một người. Nghiệp chướng càng nặng thì cơ thể càng dễ sinh bệnh. Khi nghiệp chướng thuyên giảm, cơ thể sẽ từ từ phục hồi và ngày cách càng khỏe mạnh hơn. Theo giáo lý nhà Phật, căn gốc bệnh tật của tất cả chúng sinh, bệnh đau tuy nhiều, quy nạp nguyên do chỉ có 3 loại. Loại thứ nhất là bệnh sinh lý do đi đứng ăn uống không điều độ. Người xưa thường nói, bệnh từ miệng vào, chúng ta ăn uống không vệ sinh, không khoa học, ăn mặc không lưu ý, nên bị cảm mạo phong hàn. Những thứ bệnh này thuộc về sinh lý cần tìm bác sĩ chẩn đoán trị liệu. Loại bệnh thứ hai là do oan gia trái chủ tìm đến thân. Loại bệnh này không thuộc sinh lý, thuốc thang sẽ không có hiệu quả, thầy thuốc cũng không thể trị hết, chỉ có phương pháp duy nhất. Đó là hòa giải cùng oan gia trái chủ để họ tiếp nhận, đồng ý và rời khỏi. Cho nên pháp sự siêu độ thông thường dụng ý chính là hòa giải, tiếp nhận cũng có không ít. Loại bệnh thứ ba là bệnh nghiệp chướng, không phải sinh lý, cũng không phải oan gia trái chủ, mà do chính mình tạo nghiệp quá nặng. Loại bệnh này rất phiền phức, thuốc thang không hiệu quả, siêu độ cũng không tác dụng. Đức Phật nói, loại bệnh do nghiệp chướng này gây ra chỉ có một phương pháp chữa trị, chính là chân thành sám hối. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta sám trừ nghiệp chướng, bệnh liền có thể hết. Trong Phật Pháp, nếu biết được căn nguyên của bệnh này, hiểu được phương pháp đối trị, chúng ta không cần phải tốn nhiều tiền thuốc thang, quan trọng nhất phải dùng tâm chân thành sám hối, tụng kinh niệm Phật hồi hướng. Thế nhưng điều trị vẫn là phương thức cần thiết, nó có thể giúp chúng ta hồi phục sức khỏe, từ đó mới có đủ sức và thông tuệ để nơi nội tâm sám hối, đoạn ác tu thiện. Trên đây là ba điểm báo nghiệp chướng tiêu trừ theo giáo lý nhà Phật. Bạn có được mấy dấu hiệu trong đó? Như vậy, nghiệp chướng là chướng ngại tích tụ lâu dài. Muốn tiêu trừ thì phải tích phước lâu ngày, nghiệp chướng mới có thể dần dần tiêu biến. Cuộc đời khi đó cũng sẽ thuận lợi bình an, chuyển họa thành phúc, yên tâm vui sống mãi về sau.